Nếu như các bác mà đã có hiềm khích với lại những người hàng xóm rồi vì cái việc mà làm ồn mà hát karaoke là thâu đêm suốt sáng bằng những cái dàn như thế này thì to lớn, thì chị muốn hát karaoke nữa mà không từ bỏ được đam mê thì chị chơi qua những cái dòng này cho em đây nè. Đây là cái mẫu mic mà kèm loa mang tên là SD08. Tại vì cái kích cấu nó nhỏ thôi nhưng mà anh chị hát mà để gần người như thế này luôn là cũng vừa đủ nghe cho anh chị rồi. Đó, đỡ làm phiền tới hàng xóm ha. Đó, nếu như mà đã có hiềm khích rồi thì mình tìm cách mình xử lý khác đi nha, chứ đừng có mà làm này làm kia. Đó, mất tình làng nghĩa xóm nó buồn lắm anh chị. Đây. Đó thì trên cái thân mic của nó thì nó sẽ có hình dạng giống như thế này. Đó, nó cũng đầy đủ luôn chứ đâu không khác gì hết á. Đây mặc dù nó chỉ là nhỏ hơn thôi. Đây, giá cả nó lại ok nó 200 mấy cành anh chị ơi. Rồi, phía bên thân mic này anh chị coi nè, có phần chép bass của nhạc nè, có phần vang echo luôn để mình hát karaoke nè, echo là cũng y chang âm ly luôn á. Đây, volume của mic, volume của nhạc nè, nó kết nối cực kỳ là dễ dàng luôn. Chỉ cần là kết nối Bluetooth vào điện thoại thôi là chị đã có thể là hát karaoke rồi. Đây. Kết nối lên nè, đây thử tiếng mic cho chị nghe thử nha. Alo, alo, alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, 6, 7, 8, 9, 10. Đây, nếu như mà kết nối Bluetooth lên đó thì mình cứ vào phần đây thôi. Rồi, xem thử nè. Đó, cực kỳ nhanh gọn lẹ luôn. Alo, tên Bluetooth của em nó mà là mic. Mic nè. Đó, tính tình rồi đó. Ok chưa? Rất là nhanh luôn. Rồi, lên thử tiếng nhạc cho chị coi nè. Đây. Đó, ok chưa anh chị? Alo, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Alo. Nếu có lần em gõ cửa ghé thăm. Nhẹ cực kỳ, SD08S nha. Rồi, á, bác nào đang không muốn làm phiền cái hàng xóm nữa thì cứ dứt lẹ cho em cái mẫu mic này. Rồi mọi chi tiết thắc mắc thì cứ bấm ngay vào gọi hàng cho bên cấu tráng hình để xem thêm cái giá của nó nha.